Chào các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu các bạn một mẫu hút mùi chữ T, hút mùi Kocher K225C kích thước 70, hút mùi chữ T, màn hình hiển thị LCD. Đó. Rất đẹp, rất sắc nét. Tôi quay qua về cái bên ngoài cho các bạn xem. Đây. Logo Kocher này. Bàn phím điều khiển cảm ứng này. Đây là tem kích hoạt bảo hành và tem chống hàng giả này. Bên dưới là có cụm hai đèn LED. Đèn LED rất sáng và lưới chắn dầu mỡ này. Bật đèn LED lên trước này. Bật này. Đèn LED rất là sáng nhé. Rồi xuống bếp, ở đây là khu vực nấu ăn này là thoải mái này. Hút mùi Kocher 225C thì có 3 mức điều khiển công suất. Đấy, tôi đang bật nút 1 đấy. Một khá là êm. Một để dành cho bạn bật trong thời gian dài hoặc là bạn nấu ít thức ăn, nguồn thứ một sẽ rất là êm. Thứ hai, đấy, ba là công suất lớn nhất. Ồn của cái hút mùi Kocher này thì là 46 decibel, công suất hút là 1.400 mét khối trên giờ. Công suất của động cơ thì là 149 W. Này thì phù hợp với lại hầu hết các loại tủ bếp. Độ hoàn thiện cực kỳ nét. Từ những cái tôi tắt cái đèn đi để cho các bạn nhìn cho mọi người này. Đó. Cái lưới hút mùi hoàn thiện rất là nét, chắc chắn. Okay. Trong tầm giá từ khoảng dưới 10 triệu, 6-7 triệu thì hút mùi Kocher này thì xứng đáng để mình lựa chọn. Các bạn cần thêm thông tin chi tiết thì liên hệ với lại tôi qua số điện thoại hoặc là Zalo hoặc là email đều được. Tôi sẽ để thông tin ở bên dưới video.